Chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu mọi người một chuyện này góp từ sáng Ori Fantasy. Nên giờ hôm nay các bạn đi phần điểm mô tả mà tôi đã gầm gầm bấm nút start chắc chắn các bạn. Rồi phan các bạn. Khi tham gia chương trình này góp này, đây là con chắc của nó, các bạn cứ copy con chắc này các bạn cập nhật bạn. Tôi cần này nó select sẵn sàng ban cách swap này các bạn. Rồi con này chạy khi tham gia chương trình góp này các bạn sẽ nhận được 20 token có hiệu OFL các bạn. Phan phan các bạn. Rồi các bạn bấm vào một claim OF. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn nên địa chỉ email của tất cả các bạn vào các bạn. Ôi smart chain. Rồi các bạn điền tiếp địa chỉ BNB Smart Chain nha bạn. Các bạn có thể dùng địa chỉ ETH của mình cũng được. Rồi các bạn chờ xíu nha bạn. Con này chạy trên nền tảng BNB. Những con này thì chạy những nền tảng BNB này thì phí gas nó rẻ hơn ETH rất là nhiều các bạn. Rồi các bạn chỉ copy địa chỉ ETH của mình thôi. Các bạn bắt đây nha bạn. Các bạn gửi cho bot nha bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join tiếp kênh seller. Giờ kênh đúp nữa mà, 2 kênh nữa mà. 1 kênh. Rồi các bạn mới đúp lên các bạn. Rồi các bạn join tiếp kênh thứ 2 nữa các bạn. Rồi các bạn join vào. Rồi các bạn mới đúp lên các bạn. Các bạn điền chỉ điền username telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn vào setting copy username telegram của các bạn nha các bạn. Cộng 1133. Rồi theo world thì các bạn follow và request tăng 3 người bạn vào các bạn. Rồi các bạn chờ xíu nha các bạn. Rồi thì các bạn join. Rồi các bạn like và tweet begin nha các bạn. Like tweet là begin nè. Các bạn tăng 3 người bạn của mình vào các bạn. Cộng mình 1 cộng 2 cộng 3 test 3 người bạn của mình vào các bạn. Rồi tất cả các bạn trở về bot. Các bạn điền username telegram tweet của mình các bạn. Cộng MMO hoặc anh. Rồi các bạn gửi các bạn. Rồi các bạn gửi link request link mà. Các bạn có muốn trang trailer tiếp theo của mình. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân đầu người của mình nha tất cả các bạn nhấp vào một hồ sơ nữa. Rồi các bạn bấm vào một ba du lịch nha các bạn. Các bạn sẽ chép đến theo quân các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lại. Các bạn gửi ra nè. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Rồi bạn gửi các bạn. Rồi các bạn bấm vào balance sẽ số cần kiếm được các bạn. Rồi mình đã nhận được 20 token Holy ha. Các bạn bấm vào cái phơ để lên ghép chia sẻ bạn bè để kiếm thêm token các bạn. Vậy video hôm nay kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.